À, nó không ngờ đụng má anh em mình đi cả tháng trời mới đụng má qua tới Campuchia. Má nói chung là anh đụng má nó thui cái này đụng má anh cũng bị chi nã đụng má toàn lượng má nước rồi mới trốn qua đây. Anh em mình giờ không biết sống làm sao nữa. Qua Campuchia rồi đến bây giờ anh em mình đụng mới phải tính con đường lấy cái địa bàn như mấy cái sòng bài casino rồi đó. Mới sống nổi. Giờ phải làm lại từ đầu đó. Anh mệt lắm. Nhất anh đụng anh phải về Việt Nam lại để anh đụng má luôn. Lấy lại công bằng hả? Mấy anh em này đụng anh phải đụng má cho nó đi đất hết mới được. Chỉ có tàn sát những đụng má hằng bỏ mặt mình mới đi lên được thôi. Cái đó nó cũng như là một chân lý của từ xưa đến giờ rồi. Mát quá. Ngồi anh điếu thuốc ơi. Thuốc nào hết đó. Hôm nay anh qua đây mày đón anh vậy cần có anh cần mày hỗ trợ anh số anh em để anh gây dựng lại sự nghiệp. Anh biết mày dành bên Campuchia này, mày cũng mà mới nên nhớ lại ân tình anh đón mày ở bên Việt Nam thì mày cũng biết rồi. Bây giờ đến lượt mày đó mà giúp đỡ lại anh nè. Đâu, anh không quên mày đâu. À, thuốc ngon quá. Thuốc Campuchia á. Có chèo mày ơi. Có mấy nhóc nó đi đá xe, đá về chiếc xe. Cướp một số hàng trước đi, đi dốt.